người tuổi Tý sinh các năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Họ là những cá nhân nổi bật giữa đám đông. Họ quyết đoán, táo bạo, có sức quyến rũ và tầm ảnh hưởng trong tập thể. Thích giao tiếp, họ luôn chinh phục mọi người với tài diễn thuyết của mình. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nghề nghiệp của tuổi Tý. Thành công, sức mạnh thúc đẩy tuổi Tý vươn đến vị trí lãnh đạo, quản lý trong bất cứ lĩnh vực nào. Sợ cô đơn bẩm sinh nên người tuổi Tý luôn có bạn bè xung quanh. Họ cũng thích bận rộn và thường cống hiến cho các hoạt động xã hội thay vì ngồi bó gối trong nhà. Nhâm Dần sẽ là năm khá ổn với người tuổi Tý. Đây là thời gian phù hợp để nhận công việc mới, thay đổi nơi ở. Suốt năm, bạn cảm nhận thấy nguồn năng lượng bùng nổ, thôi thúc bạn hành động và đạt được các mục tiêu trong đời sống. Năm nay cũng mang lại hạnh phúc trong tình yêu, khi người độc thân có cơ hội gặp được những nhân vật thú vị mà họ muốn gắn bó lâu dài. Nửa cuối năm là thời gian bạn hướng tới sự phát triển về tinh thần, cảm xúc nhằm có 365 ngày trọn vẹn. Phong thủy tuổi Tý và các yếu tố may mắn năm Nhâm Dần: tài lộc 3/5 sức khỏe, 3/5 sự nghiệp, 4/5 tình cảm, 3/5 màu sắc may mắn: trắng, đỏ, hồng. Con số may mắn 3, 7, 8. Tháng may mắn cho tình yêu, hôn nhân: tháng 5, tháng 8 tuổi tương hợp, Sửu, Thìn, Mùi hướng thuận lợi, Đông, Bắc. Cộng tài lộc, sao Chen sinh và san tai giúp vận may sự nghiệp phát triển, giúp bạn phát huy sức mạnh cá nhân và tài năng trên cương vị của mình. Người mới đi làm tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết cống hiến và được ghi nhận. Từ tháng 3 tới tháng 5, bạn có thể có tiền, kinh tế ổn định. Trong tháng 8, bạn nên cẩn thận với các khoản chi. Vận may của tuổi Tý trong năm Nhâm Dần không nhiều khởi sắc do không có nhiều sao tốt chiếu mệnh. Nếu muốn tích lũy tài sản, bạn cần chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ thay vì tâm lý hài lòng. Nguồn tài chính của tuổi Tý chủ yếu đến từ công việc chính, do đó chỉ khi làm việc hiệu quả, bạn mới có tài sản để dành. Tốt nhất là bạn phải cẩn thận, chỉn chu trong công việc. Không nên thay đổi việc làm trong năm nay. Người kinh doanh cần đặc biệt chú ý đến việc cải tiến, đổi mới phương thức làm việc, mở rộng thị trường, tăng doanh thu. Cộng tình yêu, hôn nhân, đời sống tình cảm của tuổi Tý năm nay ở mức bình thường. Vận may và triển vọng trong tình yêu, hôn nhân không cao. Đam mê công việc có thể là rào cản, khiến họ không mặn mà các mối quan hệ. Thiếu đam mê với tình yêu, thậm chí lảng tránh chúng. Người độc thân có rất ít cơ hội gặp gỡ, giao lưu với người khác phái, do đó khả năng tiếp tục độc thân cao. Bạn nên mở rộng kết nối xã hội, gặp gỡ mọi người. Tuổi hợp với bạn là Sửu, Thìn, Thân. Tháng 3, tháng 4 là thời gian đẹp nhất cho vận đào hoa của tuổi Tý. Cộng sức khỏe là vấn đề của tuổi Tý năm nay. Dù không có hung tinh chiếu rọi, bạn vẫn bị một số sao xấu tác động gây tổn hại sức khỏe thể chất tinh thần. Bạn cũng dễ ốm đau, bị thương tích, do đó nên thận trọng khi đi lại. Nghỉ ngơi thường xuyên, đừng làm việc quá sức. Vận động hợp lý sẽ giúp tăng cường sức khỏe thể chất. Tử vi các tuổi Tý năm Nhâm Dần, Giáp Tý, 1984, năm tốt cho tuổi Tý trong công việc, sự nghiệp. Bạn có thể được thăng chức, tăng lương, nhận thưởng hời cho những nỗ lực của mình. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận tránh xung đột với cấp trên, đặc biệt thời điểm cuối năm. Đính Tý, 1996, năm nay thuận lợi về tài chính, giúp bạn cải thiện thu nhập. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và củng cố các mối quan hệ từng thiếu quan tâm. Mậu Tý, 1948, 2008, một năm thích hợp để du ngoạn, tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn. Bạn có thể nghiên cứu các lĩnh vực trước đó bạn chưa từng tìm hiểu. Nhâm Tý, 1972, đây là năm tốt. Thuận lợi về giao tiếp, giúp bạn chứng tỏ bản lĩnh cạnh tranh.
Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.